Ui. Hello. Toàn các anh tài. Eo khiếp Càng đùa. qua. Ghê thật đấy. Đủ đủ đủ. Cặp streamer à, bây giờ mới để ý cái danh hiệu kìa. Gì Với trời. ta bốc gì có Cái này mua được mà. 4 hay là 5 người. Mua làm sao được không? Em thấy Mua thằng được. ừ, hay nhỉ. Chắc còn bắn Đồ cả đẹp mớ chưa chắc xe là cơ. bắn hay mà biết. Ok. Quá chuẩn luôn. Thôi chỉ Ừ. tôi mua với. Đây thầy, đây thầy. Liên hệ bọn nhóm kín này. Ú gì. Ơ thế ông số 4 là mời kênh thế giới à? Good luck, mates. Em mời Ừ. thế giới nhé. Đối tác bung gì mới đây được có mấy người à? Ồ. Ơi mới lại có mấy người à? Lấy mấy người được, đầy Cái gì người. chả? Không biết thì cứ. Mọi người nói cái gì mà chị hiểu một tí đi xem nào. Chẳng Chị đứng qua đây ra đây. Em và chị tôi ơi, em và chị ra không đây. tôi không làm live thì tôi không làm live stream thì Đi ra đây thôi em với cái ông làm vai chị. cò luôn. Thì mọi người Đây. không biết tôi thôi. Em mở cái nón đen nhá. Đi đâu? Ui. Đi chơi. Sợ lắm mấy chị ơi. Không Đứng sao. đây, chị em mình ở trên nóc quân Kiểu sự để gì xong rồi chả núp chết. thôi. Dạ. Hai Kiểu hai gì hai chả bạn chết, kia. đúng rồi không? Không giết trước giết sau Nhưng Trên nóc nhà xe chả bao giờ có mà người là ông yên bảo tâm mua các được rồi, bạn. ông mua ở đâu, chỉ tôi mua với. Trong group tính kính ông không? Ba tiên. Hả? Ông mua không? Tôi mua cho. Có. Chuyển tiền đấy, chuyển tiền. Bao tiền? 200 triệu. Phải cả đời. Lú luôn. 200 triệu tụ. Watch Danh hiệu vĩnh viễn luôn. out. Chị Linh đi Rồi. chợ. Này thì lại ra đi chân lạnh toát rồi. Thôi. Chết tôi rồi. Rồi, nóc thằng đấy ơi. Trên mái à? Ừ. Trên mái. Ôi giời ơi. À, Ôi thằng trên cứu được máy không nó ta? nóc rồi. Nóc rồi. Nó nóc rồi, chị bỏ xuống. Ui chị Linh Chị bỏ ơi. xuống. Linh ơi. Ông kê góc này cho tôi cái. Trong này tôi vừa thấy có thằng chạy này. Hai thằng ở đấy. Chị ơi, có một thằng nó có súng à, em bắn lục rồi chết chị ạ. Cái gì đi? Có một thằng nó có súng mà em có lục, em lại bắn nó chết, em buồn cười quá. Em chạy chạy chạy. Em xin lỗi nó chưa? Em xin lỗi rồi, em nhặt luôn nó rồi. Chị nói rồi lại còn gạt luôn. Vâng, xin lỗi là phải gạt chứ. Với lại game trước chị bị thằng bắn gạt đấy. Chết, nó một sư công ngoài, à sư ngoài kìa. Tôi vẫn Ui thằng nó đấy đẩy ấy. mình à? Vẫn thằng đấy. Thật yếu không? Nốc một thằng nữa đây. Rồi rồi, lia lia lia. Chả được kill nào của bọn đấy. Thế mới đau. Nó cứu xong Không hết rồi kịp mà. thì sao hết rồi. Không Sao lại thấy khẩu cứu súng xong? sấy nào này. Nó chưa cứu nhau. Dạ. Mình bắn gì biết. Mình bắn bót à. Chị có thấy không? Chị không. Chị phải thấy đi chứ. Không thấy khẩu súng sấy nào này. Đây ra bạn Có cho tôi bắn pin sơn. UMP không? Có. Này. Đây, tớ cho ấy này. Này cho cứ chợ ấy. Ủa, Bên. có gì đâu mà cho bê đồ này. Cái ấy là cái gì? Đâu? Cứ Barrel chợ đâu? ấy mà ấy là gì cứ không Ấy là nói cái thôi. gì? Ừ em quên á, ấy ấy Cứ đây. cho ấy. Cứ cho ấy rồi. Đây. Này trong nhà số 4 này. Trời ơi. Ồ. Vẫn còn là thằng trong nhà này á? Hai thằng luôn. Nó ngồi một cục bạn ơi. Xong nó phi ra nó bắn tôi. Vãi Sao không 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 bắn máu? Bắt thì Thì tại thấy vì nó nó bắn không sượt. bắn được á. Nó bắn sượt. Tôi cầm Ủa súng gì gân à? nó phi ra nó bắn, nhưng mà nó bắn trượt, nó bắn trúng là tôi chết rồi. Cái bọn này phải kiểm điểm nhá. Ok à? Bắn được bắn trúng chứ. Bên góc này có người Bắn được mà. phát nước ngay như tôi ấy em. Ừ. À. Nhà mình có người không? Nhà xe đầu này.
Đây có người này. Sao đây, nó bắt đầu công sang mày. Ơ kìa, nó nhảy ra giáo kìa, ai có súng? Đâu? Chân giáo kìa, chân giáo. Giáo yếu là không nốt. Nốt rồi. Trời ơi, mấy cái xe hỏng. Đây, đây, đây. Chân giáo có, ôi trời ơi. Chân giáo chị nốt rồi. Vâng. Trước mặt của số 2 này. Tino đi này. Bích ơi. Lia. U là chị trời. Bích ạ, à, chị sẽ rút xác em thật tử tế. Em buồn quá, em khóc đây. Em khóc tầm 30 giây. Bích lại đi, chân lạnh thôi á. Khóc hẳn 1 phút luôn, 30 giây. Thôi, bạn khóc 30 giây thôi. Khóc nhiều, nó sưng hết mắt. Không sao đâu, cứ khóc thoải mái đi. Đừng ngại. Chị Linh ơi. Bên ly, bên ly, bên... À quên, bên nhà máy chứ nhỉ? Ừ, bên nhà máy. Nó nốt mất rồi. Ừ, nó nằm trên máy. Không, nó có một thằng trên tầng cửa sổ này. Sao mà không nghe tiếng con bố này vậy? Thế ôi, trên đấy. Trên chảo còn. Tìm đấy, nó trên mà. Ấy này. Trên chảo. Ấy đó. Chảo còn một thằng. Chị Linh ơi, ngồi mình trên này lạnh quá à? Trời chị em ơi. Lại trời chị. Quá à? Chị lên đây với em. Bích chờ chị. Nó còn ở đâu đấy? Không, bot, bot. Sao bot nó cứ spawn trước mặt tôi ấy nhở? Có sức hút đó. Ừ, sức hút lạ kỳ. Chắc là tại vì trên đầu tôi có cái đối tác này. Không có spawn để vào nhỉ? Cay vậy. Knock knock knock, đẩy không? Đẩy. Gạt giò rồi. Bên này chắc có lẽ có mỗi thằng à. Nó cầm 249 đúng không? Đúng bạn. Đúng 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 đúng. Ôi. Ừ. Tại đổ mã giật mình. Mày nhá. Tưởng nó vẫn chưa chạy xuống đây lúc nào. Nó nằm luôn ở đây nó chờ mình chạy qua. Chào bạn nhá. Ô kìa. Đâu sai. Số tính thế này. Này đội tôi. Bốn này. Bốn này, bốn này Linh. Là Linh này. Tôi đâu rồi? Đồng đội. Thế luôn cầm flare gun nãy giờ mới được bắn này. Bo bên mình nhá, chặn cầu hợp lý. Ê đúng ông này là ông ấy hút bot hay sao biết ạ? Ừ, tôi bảo rồi bạn mua đi. Tôi fix giá còn nửa thôi, 100 triệu bạn mua không? Ok ạ. Không ấy. Ở dưới, dưới đây mà. Ok. Đây dừng đây nhá. Ừ. Ok. Trên tháp. Tháp nào? Ốp X4 luôn ạ. Ok kìa. Không trúng này. Ơ, Leo đâu? Leo đâu? Không, thằng này thằng bot. Chị đang chơi đồ hàng. Thì sao lại? Mệt mỏi. Ghê thật. Thấy cái Leo chưa? Không biết. Có. Ôi anh ơi, ôi anh ơi. Gió có nước không cho xin bình à? Ra cho bình. Nãy giờ không dám uống cho. Chúa. Nó sang cứu rồi không? Kệ. Ô, cứu thật kìa.
Một viên. Ôi trời ơi. Trời ơi, chị em mình à nhầm, anh em mình bắn nó chuẩn như thế mà. Chị em mình chuẩn đấy. Nào. Chị em mình luôn đấy. Nào. Đẩy không? Tôi chạy bộ qua tới đây rồi này, còn cái xe kìa. Ui, đừng bảo lên. Ôi, ôi bên đây, bên đây, bên đây, bên này. Trời ơi, nó đẩy sát rồi này. Ngay viền, ngay viền, ngay viền, ngay viền. Bom à? Không kịp rồi. Ô mày. Kịp. Rồi rồi, hay. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi, cứu đi. Ném quả smoke đã cứu rồi. Mấy cái chị không quen X4 mà chị đang đẩy X4, ngại quá. Bích cứ ở vị trí phù hộ thì lại hay nhỉ Bích nhỉ? Cái màu. Nhìn người rượu. nhìn người rượu ấy. Rồi là rõ. Ê trong này có xe này. Có hai thằng. Ghê thế nhỉ. Bên nhà bên kia. Nhà bên kia. Bom. Nhảy ra ngoài rồi. Ô kìa. Còn không? Vậy nó. Đéo bắn nữa đổ. Mở ca thua của mình. Đừng có cứu nữa cậu. Đừng có cứu nữa. Cứu. Sao bạn tưởng không bắn nữa à? Rồi. Thế thôi chị Linh đừng có cứu. Tôi không bắn nữa mà. Thế mở cà bắn thua Uyên Bì chịu. Uyên Bì mệnh nhờ bắn. Thế bây giờ. Ok á. À. Không Uyên Bì mệnh mà. Tầm này Uyên Bì mệnh lắm. Tầm trắng nó am người quá. Không phải am người hay không mà đạn nó thứ nhất là nó được tăng đam, cái thứ hai là nó. Ở quê thật sự à nó đứng im cho mà bắn mà không bắn được nó. Ông cầm đốt thì ông sấy thì nó mới ăn được. À mới ăn được. Nó đứng im cho Tino bắn mà Tino không ăn được ạ. Sao nhìn okay. Bọn này ngáo đét vậy đó, có chiếc xe nhỉ? Nó ăn trộm. Lấy xe của bọn nào á? Ơ hay nhỉ. Nó còn bắn đồ đẹp chứ chắc là bắn hay mà biết. Ok á. Bích có nhớ là Bích có nhớ chị ấy không? Bích có nhớ chị ấy không? Bạn của anh Ron đúng không? Ờ nói. Chị My. Đúng đẹp chứ chắc là bắn hay à? Chắc chắn luôn á, nhiều người tớ quen rất nhiều. Thật mà, hoặc là như chị cũng vậy. Như chị cũng vậy. Con này xe 2 à? Mang tiếng thật sự ạ. Mình đi với con này vẫn nổi hơn. Đi thôi. Con xe 3 cơ. Tớ thích ngồi thử con xe 3 á. Để xem mà cân nhắc có như đấy không. Có khả năng ồn đấy ạ, chị không xe ồn. Lâu lắm chị không chơi cái app kia. Lâu lắm chị không vào, chị tặng gà cho em. Ở đây bên đây. Mark the location. Rồi. Ok. Đớp luôn. Trên đồi. Trên đầu kìa. Đây xe đây. Nào nút cho xe. Ôi, từ kêu tôi được không? Ủa? Tôi nhìn nhầm. Nó một thằng bọc sang trái, một thằng bọc sang phải. Đây. Đừng để nóc nha. Ủa alo, lại đến lượt đi, nó hô tiếp nè. Tôi không nhìn thấy thằng đấy. Một thằng để gần. Ôi. Sao không cứu luôn? Ủa, tưởng cứu xong rồi á. Chưa, có đúng một giây thôi. Thằng đá phía trên này. Hay không? Không. Cái thằng trên bên này nó còn hai thằng, nó đang để xuống chỗ Tino đâu. Trên đây còn, Bích ơi. Má mày bắn thêm bị cay ác kìa. Ôi, xong luôn này. Cay á. Cay á. Cay cái bình thường. Cay bình thường. Cái thằng chạy lên mình bắn nó 45 viên rồi đổ xanh. Rồi sao? Cay á. Bích đã bảo là cay bình thường.